vị tư đạo Lithuania đầu tiên dưới thời Xô Viết được phong Trần Phước. Ngày 25 tháng 6 tới đây, Đức Tổng giám mục Theophilus Matulionis, giám mục người Lithuania bị giết trong nhà tù Cộng sản, sẽ trở thành Trần Phước tự đạo đầu tiên trong thời kỳ Cộng sản ở Lithuania. Lễ phong Trần Phước dự kiến sẽ cử hành tại Vilnius, thủ đô Lithuania, sẽ có khoảng 30.000 người, bao gồm các giám mục và linh mục hải ngoại, cũng được dự kiến sẽ tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Gintaras Grušas của Vilnius, Chủ tịch Hội đồng giám mục Lithuania nói, ngoài việc là vị tử đạo đầu tiên dưới thời Xô Viết được Giáo hội Hoàng Vũ nhìn nhận, Đức Tổng giám mục Matulionis cũng là người Lithuania đầu tiên được phong thánh trên quê hương mình. Đức Tổng Grušas cũng nhận định, đức tin triệt để trong việc tìm kiếm chân lý bằng mọi giá của Đức Tổng Matulionis để lại một sứ điệp hấp dẫn, đặc biệt đối với người trẻ, những người sẽ tham dự đại hội giới trẻ kéo dài 2 ngày trước lễ phong Trần Phước. Trước những căng thẳng hiện thời trên thế giới, lời mời gọi kiên trì trong hòa bình và đi theo ý Chúa, nhận biết rằng Chúa luôn ban cho chúng ta những điều chúng ta cần luôn quan trọng, Đức Tổng Grušas nhận xét. Ngài nói thêm, chứng kiến đức tin của một người không cần thiết phải là đi đến cái chết. Có những hình thức bách hại nhẹ hơn đang xảy ra hàng ngày trong xã hội chúng ta và đòi chúng ta phải can đảm đối diện. Đức Tổng Matulionis sinh năm 1873 tại Kudoriskis, Đông Bắc Lithuania. Ngài được truyền chức vào năm 1900 tại Petersburg, Nga. Năm 1923, trong một cuộc xử Đức Tổng giám mục Jensia Black và một số giáo sĩ công giáo, Ngài bị kết án tù 3 năm. 6 năm sau khi được ra tù, Ngài được bí mật truyền chức giám mục, nhưng sau đó bị gửi đến nhà tù Solovsky trên quần đảo Solovetsky, miền Bạch Hải. Năm 1933, trong một cuộc trao đổi tù binh, Đức Tổng Matulionis được trở về Lithuania và giúp phổ biến lòng sùng kính thánh tâm khi làm tuyên úy quân đội. Năm 1943, Ngài được bổ làm giám mục Cassiodoris và bị bắt vào năm 1946 vì từ chối cộng tác với lực lượng Xô Viết chiếm đóng Lithuania. Ngài bị gửi đến một số nhà tù và chỉ vào năm 1956, khi được trả tự do, Ngài khôi phục nhiệm vụ giám mục cách bí mật. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 thăng Ngài làm Tổng Giám mục vào năm 1962, nhưng chính quyền Xô Viết không cho phép Ngài dự công đồng chung Vatican II. Và ngày 20 tháng 8 năm 1962, Ngài bị chích thuốc độc chết. Người ta tin là một y tá cảnh sát tình báo Xô Viết đã thực hiện. Án phong thánh của Đức Tổng Matulionis được bắt đầu vào năm 1990, sau khi Lithuania được độc lập khỏi sự cai trị của Xô Viết. Và tháng 12 năm 2016, Đức Giáo Hoàng đã ra sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của Ngài. Đức Tổng giám mục Grušas nói, Đức Tổng giám mục Matulionis tự đạo đã dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho nước Nga trở lại, đồng thời cũng thúc đẩy giáo hội tiến bước qua việc giáo dục các giáo sĩ ở lại với đàn chiên, ngay cả khi có nghĩa là bách hại và lưu đày.